Vâng, xin chào tất cả anh chị. Hôm nay là em giới thiệu về cái vấn đề cho cái cây phi điệp nó to mặt vào dịp là mùa đông. Gần như là mùa thu hay là mùa đông thì anh chị đều có thể là bón để cho nó mập. Nó mập nó to lên được. Bởi vì là nó khi nó tu đầu rồi ấy, thì như những cái này ở đây là mới tu đầu này. Mới tu đầu này nó đã to này. Nhưng mai kia nó còn to hơn nữa. Bởi khi mới đầu thì nó sẽ chưa thực sự to, bởi vì mình còn chăm sóc mà. Đây, với những cây nó tù đầu này. Mới tù đầu thì nó chưa thể to được. Nhưng mà khi mà tù đầu lâu rồi ấy, thì mình vẫn cho ăn phân bón đều thì nó sẽ vẫn rất là to. Đây là mới tù đầu này. Đấy, đây thân nó đã rất là mập rồi. Gần như đa phần là cây nào cũng vậy. Khi mà nó không phát triển dài nữa thì nó sẽ phát triển cái độ phình to. Như cây này nó còn dài này. Nó còn dài thì thân nó sẽ nhỏ hơn. Thân nó dài, nó nhỏ hơn. Nó không mập thân. Còn những cái cây mà nó mập thân thì nó sẽ là những cây đa phần là tù đầu rồi. Thì với những cái cây này thì một số cây thì nó những cái cây mập ấy, thì một số cây là nó sẽ đẻ nối. Hoặc là một số cây thì nó sẽ không đẻ nối thì nó sẽ phình thân. Đây, đẻ nối như này. Nó chẳng thuốc thang gì đâu, nhưng mà nó khỏe thì nó tự đẻ thôi. Thì đây anh chị có thể để ý cái vấn đề giá thể luôn. Giá thể ở đây thì em cho phân dê và phân tân chậm Đài Loan. Nó là hai loại phân phân bón để cho, ví dụ những cái cây này khi nó tu đầu, chưa tu đầu này thì nó có cây thì nó đẻ nối. Có cây thì nó sẽ phình thân ra. Có cây thì nó sẽ to mập hơn. Thì nó mập đây như cây này này. Cây này là nó dấu hiệu là rừng ngọn này. Thì thân đây anh chị có thấy là nó phình rất là to rồi. Nó chỉ là phi điệp bình thường, phi điệp tím. Đấy. Thì nó có rất là nhiều cây, mà có cây thì nó sẽ phình to, có cây thì nó đẻ nối. Có cây đây. Cây này nó phình to này. Phình to bởi vì không nó cây nó không phát triển chiều dài nữa thì nó sẽ phát triển chiều rộng. Hiểu nôm na nó như vậy. Có nghĩa là lá dày hơn và thân mập hơn. Những cái cây này thì có như cây này cũng là nó là đẻ nối, nó đẻ tự nhiên này, chứ chả thuốc thang gì. Còn nếu như mà anh chị mà dùng thuốc để cho nó nảy gốc thì cứ dùng Kizui hay Kipro, nó đều có thể đẻ nối được. Ở đây vườn thì nó cũng khá là chật nên là em cũng không biết quay thế nào để cho mọi người dễ nhìn. Để có nhắc đây, ví dụ như cái ngoài này. Cái ngoài này đây, thân nó đã rụng lá rồi nhưng mà nó vẫn chưa to. Thân rụng lá rồi nhưng chưa to, bởi vì nó vẫn còn đi ngọn. Đấy, ngọn vẫn là rất là dài. Nó vẫn còn đi nữa. Cái cây này là mét mấy rồi. Nó vẫn đi nữa. Còn những cái cây mà nó thường thì những cái cây mà nó dừng ngọn ấy, thì nó sẽ mập. Và đa phần thì những cái cây đó thì nó, một là đẻ nối ở mầm gốc, hai là phình thân to. Phình thân thì nó tùy cây, có cây thì nó phình, có cây thì nó sẽ đẻ mầm gốc. Đây, như cây này nó đẻ nối này. Đấy. Đây, hai mầm đẻ nối này. Nó đẻ nối nhưng nó sẽ dừng, bởi vì mùa đông lạnh nó không phát triển được như miền Bắc. Còn miền Nam thì nó sẽ đẻ nối ok hơn. Miền Nam thì nó sẽ đẻ nối và đẻ liên tục, gần như là như vậy. Còn miền Bắc đây thì nó, một là mập, hai là nó sẽ đẻ nối đây. Nhưng thường lạnh như này thì cái mầm đẻ nối này của nó cũng sẽ dừng lại. Đẻ nối xong nó cũng sẽ dừng lại. Những ngọn to như này thì nó cũng sẽ dừng lại. Nó dừng sớm. Chứ nó không nó, bởi vì nó lạnh nên là nó không phát triển được. Đây, như những cái cây này để bũ xua nhiều. Thì em cũng nói một chút về cái việc là nó mập dài, đa phần ở đây 100% là em trồng chậu. Đa phần là em trồng chậu hết. Trồng chậu với những cái cây mà nó ổn định rồi thì cần cây nào nó cũng mập. Cây nào nó cũng mập và nó không riêng gì cái cây nào cả. Bởi vì trồng chậu độ ẩm lớn, mà cây nó chỉ cần độ ẩm thôi, nhất nước nhì phân mà.
Thế nên là nó cứ đủ độ ẩm. Mập là do đủ độ ẩm là chủ yếu, chứ nó không do gì là cái giống cây nào. Kể cả đây như cái cây này. Ở trên trên nó có để mầm gốc bú xua. Đấy, nó vẫn rụng lá, nó để mầm gốc đầy, ngọn vẫn đi. Đây, như cái này thì hình như là hàng Lào hay sao. Hàng Lào. Hàng Lào mà nó vẫn để mầm, mầm nối và thân nó dài. Tudum. Tại đây nó chặt quá này, em không biết quay kiểu gì để cho nó mọi người dễ nhìn cả. Nhưng có một điều quan trọng nhất, đó chính là giá thể là ẩm. Ẩm để giúp cái cây nó mập. Còn những cái cây mà nó không ẩm ấy, thiếu ẩm thì nó không thể mập được. Và phân bón thì nên dùng dịp cuối năm này, nên dùng những loại phân dê, cho phân dê hoặc phân tan chậm. Đây, đây cũng là một cái cây nó phân tan chậm Đài Loan, vừa đẻ nối mà nó vừa phát triển ngọn rất là lớn. Vườn này thì nó cứ mọc tùm này, nó chật ấy. Chứ còn nếu mà cái chỗ này vườn mà để cao, trên cao thoáng thì nó còn phát triển tốt hơn nhiều. Như đây là cái hàng Lào này. Hàng Lào hay Campuchia thì thân nó nhỏ gầy ấy. Nhưng mà khi nó chưa tù đầu thì thôi. Còn mai kia nó tù đầu nó đều phình to hết. Phình to mập là bởi vì lý do là quan trọng nhất đó chính là nước. Đủ độ ẩm. Có nghĩa là ẩm nhiều ấy. Nhưng ẩm nhiều thì mọi người hay sợ bị thối, nên là nhiều người là ngại cho ẩm. Với cái thời tiết 12 giờ trưa mà giá thể vẫn ẩm như thế này thì mọi người cũng biết là nó phải nhiều ẩm. Và cách mà để nó nhiều ẩm thì chỉ có cái vấn đề là trồng chậu thôi. Trồng chậu đủ ẩm thì thân phình rất to. Đây, cái này để nối ấy. Để tự nhiên. Chứ em cũng không dùng thuốc làm gì. Bởi vì nuôi tự nhiên mà nó đủ độ ẩm tốt như này ấy, thì nó cũng đã phát triển rất là tốt rồi. Không cần phải sử dụng thuốc kích thì nó cũng đẻ rất là nhiều. Đấy, như cái thân này nó chưa ấy nhưng mà nó đã rất là to rồi. Đấy, chưa dừng ngọn nhưng nó cũng rất to. Thì những cái cây mà nó ở trong chậu ấy, thì nó sẽ phình to. Còn những cái cây mà trồng củ gỗ thì phải thân nó sẽ nhỏ hơn. Bởi củ gỗ nó sẽ không đủ độ ẩm để cho cây nó hút ẩm. Còn với những cái mà chậu mà mình cứ cung cấp đủ độ ẩm cho, có thể cho phân dê, phân tan chậm này, phân dê, phân chuồn quế, phân gì cũng được. Với em thì phân gì nó cũng rất là tốt. Cứ cho thật là nhiều phân. Nhưng mà cái là nhiều phân vào cái mùa này thì không phải là cây nào nó cũng có thể là hấp thụ được. Bởi vì nó phải cho vào những cái cây mà nó thuần bộ rễ thì cây nó mới hấp thụ được. Cây nó mới hấp thụ thì nó mới phát triển, nó mới mập được. Còn nếu không thì nó sẽ rất là khó. Đây, ví dụ như quay sang bên này. Quay sang bên này là cái lô mới nhân chậu. Thì cái lô này nó chưa có rễ thì lại cho phân kiểu này. Còn khi mà cái cây mà nó có bộ rễ thuần rồi ấy, mà anh chị muốn mập ấy, cái này như cây này mới trồng, trồng lại cái nó dừng ngọn ngay. Đấy, trồng lại cái nó dừng ngọn ngay. Nhưng như những cái cây này mà nó ổn định rễ rồi mà anh chị muốn nó mập ấy, thì cứ rắc phân trực tiếp lên đây luôn, lên chậu này, để cho rắc lên để cho nó độ ẩm là lớn. Độ ẩm là lớn thì nó được nhiều cây thì nó phát triển, thì cây nó đủ ẩm, đủ phân bón thì nó mập ra. Còn cây thì vùng hoàn là vùng nào nó cũng có cái bản chất của nó, nhưng nó đều có thể mập lên được. Chứ không phải là gì riêng cây nào cả. Cây nào nó cũng có thể mập lên được. Vùng nào cũng thế, quan trọng là anh chị mà cái giá thể nó phải thoát nước tốt. Giá thể thoát nước tốt và cho phân lên thì nó mới giữ đủ ẩm được. Thì đây, sang cái góc bên này của nhà em thì nó cũng có rất là nhiều cái giò thuần. Nó mới có thể nói được rằng là cái việc nó mập lên hay không. Đây này nó, đấy, như cái này nó là thân nó cũng mập lên. Thân mập nó rất là mỡ, bởi vì nó đủ ẩm. Đủ ẩm thì nó sẽ to mập. Ngoài ra thì cái việc mà nó đủ ẩm và mập ra thì nó cũng là một cái
rất là đơn giản vậy thôi. Ánh sáng của nó thì cũng sẽ giúp cho cái việc là thân đốt nó ngắn hay đốt nó dài, chứ còn nó không liên quan gì đến việc mập. Việc mập thì nó phụ thuộc vào là cái việc mình cho ăn phân bón, cho ăn nước thì nó mới mập được. Chứ còn nhiều cái mà gọi là thiếu nước hay là thiếu 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 ẩm ấy, thiếu nước thiếu phân ấy, thì nó sẽ không được mập hơn. Nhưng còn một số cây thì nó có thể là ở trong mát ấy, và nó chỉ cần nước thôi là đã mập được rồi. Bởi vì nhiều cây là cái giá thể của nó vẫn còn nhiều dưỡng chất. Còn nếu cái giá thể mà ít dưỡng chất như ở dạng vỏ thông ấy, mà chúng ta hay trồng ấy, thì nó sẽ khó để vỏ thông không thì nó khó thể mập hơn, hơn là những cái loại giá thể khác. Đấy, những cây này nó cũng rất là to. Đấy. Đấy, những cái cây này. Những cây này thì một tháng nữa em mà không cho nó cứ tưới ẩm nhiều này, một tháng nữa bọn này phình rất là to. Thì em cũng nói rất là nhiều trên kênh Thiên Ngàn Hoa ấy, là cái việc mập của nó là cứ phải cuối năm này. Thì nhà ai muốn nó mập thì nó cũng sẽ mập thôi. Cứ cho ăn thật nhiều phân và tưới thật nhiều nước thì nó mập. Nhưng không phải cứ mập này là nó ra nhiều ki đâu anh chị nhá. Mập này nó cũng phải tùy loại mập. Mập và cứ nhiều nắng thì nó cũng ra nhiều hoa bình thường, chứ không phải cứ mập là nhiều ki đâu. Đấy. Nhà em đa phần là nhiều phi điệp nên là cái việc chăm nó rất là dễ, chăm một loại. Cũng như anh chị trồng nên trồng một loại giá thể. Một loại giá thể thì anh chị chăm sóc tưới bón nó cũng dễ. Mà ví dụ như những cái cây đây đấy, mình muốn cho nó mập lên thì mình cứ phải tưới thật nhiều, cho ăn nhiều phân vào những mùa nghỉ này, nó vẫn rất là mập. Không phải riêng gì cái cây nào hay dòng giống nào cả, hay là gen nào hết. Cây nào cũng có thể mập được. Và đua ngọn thì cây nào cũng có thể đua ngọn được. Cây nào cũng có thể đua ngọn và cây nào cũng có thể mập lên được. Không riêng gì cái cây nào. Bên này là những cái vườn khác. Góc bên kia này nó nhiều gió to nhưng mà nó bị lộn xộn, không nhìn được đây. Bây giờ này anh chị thấy là nó to úa xua đây, nhưng mà không thời gian để uốn nắn nó thành một cái ấy, trông như đống rơm đây. Giò nó rất là to, thân nó cũng sẽ mập đây. Thân này nó cũng rất là mập, những cái thân to hơn này thì nó còn mập nữa. Đấy. Đốt nó dài thôi, bởi vì nó là dòng Lào nên là nó cũng không được mập. Đây, như cái này đốt rất là dài, nhưng mà mai kia khi mà nó dừng ngọn rồi thì nó sẽ mập hết, đấy là chắc chắn. Còn những cái cây mà chưa dừng ngọn thì nó tỷ lệ mập nó thấp hơn, còn tất cả những cái cây mà cứ dừng ngọn rồi là đều mập hết. Dừng ngọn cứ cho ăn thật nhiều phân, cho ăn đều, tưới nước nhiều là tất cả là đều sẽ mập lên hết. Đây có những cái giò rất là to. Quay video như thế này thì không thể hết được. Đằng sau nó cũng thế. Có cái giò anh chị nhìn đằng sau bên trái màn hình, nó to kinh khủng. Giò mấy chục thân. Nó lên bút xua. Thì để mà chăm sóc cho nó tốt thì cái bọn phi điệp này thì nó đơn giản lắm. Nó chỉ thoáng khô. Thoáng khô nhé, chứ không phải là thoáng ẩm. Thoáng ẩm hay bệnh, bệnh nhiều và chết nhiều. Còn nếu thoáng ẩm, thoáng ẩm ấy, thì cây nó sẽ cực tốt, bởi vì nó đủ nước mà nó phát triển tốt lắm. Em quay những cái giò này không nhìn thấy gì bởi vì nó to kinh khủng, và vườn thì chật,
nó cũng mọc lộ xa lộ sộn, nó không giống một cái cây nào. Đây hình như cái cây bên này thế, một giò nó dài 1,5 m, 2 m và nó cũng mọc tùm lum. Thì đấy là những cái cơ bản nhất về trồng phi điệp để cho nó mập ra. Không gì khó cả, cây nào cũng có thể mập hết anh chị ạ, cây nào cũng có thể mập được. Quan trọng là khi nó tù đầu đây đấy, cứ chơi thật nhiều phân bón, rắc phân dê hoặc phân chủ quế lên chậu thì nó bản thân của nó sẽ rất là mập, bởi vì nó đủ ẩm mà nó lại đủ ấy nữa, đủ ẩm và đủ phân nữa, nó rất là tốt, nó rất là mập, ngắm thân lá thì sẽ rất là đẹp. Còn những cái cây mà nó khô quá thì anh chị có thể là nhìn vào những cái góc khác, ví dụ như là bón phân qua lá này, chịu khó tưới nước này. Đấy, thì nó là những cái rất là đơn giản mà chúng ta có thể làm được và nó cũng không hề khó lắm. Muốn cho nó mập thì chỉ đơn giản là nhiều phân nhiều nước vào cái cuối mùa thu đông thôi, nhiều phân nhiều nước, và đầu năm thì nên cho phân vô cơ, cuối năm nên cho phân hữu cơ, bởi vì phân vô cơ thì nó sẽ làm cho cái cây phát triển nhanh, còn phân hữu cơ như cuối năm này thì nó sẽ giúp cho cái cây rất là mập và đủ độ ẩm mà nó lại không bị thối. Đấy, bởi vì mùa này nó ít thối rồi, ít bệnh, nó không còn bệnh như các mùa khác nữa. Ok, em xin phép chào tất cả mọi người, để lúc nào em lại giới thiệu tiếp về những cây lan khác sau. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.